hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Người bị bởi vì bản thân người hút thuốc lá có thể bị ung thư phổi, không những bản thân người hút thuốc lá có thể bị ung thư phổi mà kể cả những người xung quanh đều có thể bị ung thư phổi. Ai cũng biết điều này, nhưng để khi đã hút rồi thì để bỏ được thuốc lá không phải dễ dàng. Chính vì điều này cho nên chúng tôi đã cố gắng tìm tòi và sản xuất ra được cái nước súc miệng tinh chất quế hoa lan để giúp cho người hút có thể cai nghiện dễ dàng hơn. Thì với cái nước súc miệng tinh chất quế hoa lan này, nếu như mà người hút mới chỉ hút 1 đến 6 tháng ngày thì có chỉ dùng khoảng 1 tuần, nước súc miệng này có thể đã cắt được cái cơn thèm thuốc. Nhưng với những người mà dùng 1 đến 2 3 một ngày rồi thì người hút phải rất là kiên trì dùng nước súc miệng thì mới có thể là, bởi vì chúng tôi dùng cái từ có thể là vì khi mà dùng nước súc miệng này, người hút thuốc cũng phải rất là kiên trì và phải có ý chí. Thế thì cái bỏ thuốc là cái rất là khó thì ai cũng biết rồi, bởi vì cái chất nicotine trong thuốc nó là một cái chất gây nghiện, nó làm cho người hút phụ thuộc vào. Và nữa, cái nguyên nhân gây ra cái cảm giác thèm thuốc, và khi mà người hút thuốc thì bao giờ cũng có cái bộ răng rất là đặc trưng, tức là cái khói thuốc lá nó làm cho cái răng ố vàng, đến tất cả cái bên răng ố vàng. Và nữa, cái hơi thở của cái người có cái mùi hôi rất là đặc biệt, và những người xung quanh khi tiếp xúc gần như là họ rất là khó chịu. Thế thì chúng tôi nghiên cứu ra cái nước súc miệng tinh chất quế hoa lan này nó có hai thành phần chính. Thành phần thứ nhất là cái nano bạc, là cái nano bạc đây sẽ gắn kết cùng với ADN của hại khuẩn và phá vỡ cái cấu trúc của hại khuẩn, làm cho hại khuẩn không thể sinh trưởng gia tăng được nữa, và lâu dần sẽ đi đến triệt tiêu hại khuẩn. Và thành phần thứ hai là tinh chất dầu quế. Cái tinh chất dầu quế thì và là đặc trưng của dầu quế là nóng. Khi vào thì có cảm giác cho cái người hút cảm giác rất là thông thoáng miệng và nó lưu lại hương thơm trong miệng rất là lâu. Thế thì và nữa, khi mà người hút mà có lúc đấy mà cảm giác mà muốn là lại hút thêm một nước thuốc vào thì cái tinh dầu quế này sẽ làm cho cái cảm giác mà người hút rất là chán và thậm chí có thể gây buồn nôn. Cho nên lần sau người ta sẽ không muốn hút nữa, bởi vì chính do cái tinh dầu quế này. Nói chung là thế thì cái cách mà để dùng cái nước súc miệng này cũng rất là đơn giản thôi. Người hút chỉ cần súc 3 đến 5 phút. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.